Thưa quý vị và các bạn, sáng nay đồng chí Võ Thị Minh Sinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An chủ trì hội nghị trực tuyến để quán triệt triển khai nhiệm vụ công tác Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp nhiệm kỳ 2024-2029 đến 21 huyện thành thị xã và điểm cầu cấp xã trong toàn tỉnh. Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh nhấn mạnh, Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp nhiệm kỳ 2024-2029 là sự kiện chính trị quan trọng của Mặt trận Tổ quốc và các tầng lớp nhân dân. Vì vậy, các cấp Mặt trận Tổ quốc cần quán triệt đầy đủ chỉ thị số 22 ngày 25 tháng 5 năm 2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thông tri của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 10, nhiệm kỳ 2024-2029. Cùng với tiếp thu đầy đủ các nội dung được quán triệt, hướng dẫn tại hội nghị tập huấn nhằm triển khai thực hiện công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội ở cấp mình nghiêm túc, chu đáo, thành công, xây dựng Mặt trận Tổ quốc xứng đáng là ngôi nhà chung của các tầng lớp nhân dân, là cầu nối giữa nhân dân với Đảng, Nhà nước các cấp. Tiếp đó, các Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã quán triệt triển khai công tác chuẩn bị Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An lần thứ 15, nhiệm kỳ 2024-2029. Đồng thời hướng dẫn một số nội dung về công tác chuẩn bị nhân sự, chuẩn bị các nội dung văn kiện đại hội, công tác tuyên truyền và phát động thi đua chào mừng đại hội, công tác hậu cần, lễ nghi, khánh tiết, phục vụ đại hội. Theo đó, thời gian Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trên địa bàn tỉnh sẽ được đẩy lên trước một tháng so với quy định của Trung ương. Cụ thể, ở cấp xã sẽ hoàn thành trong tháng 3 năm 2024, hoàn thành ở cấp huyện trong tháng 5 năm 2024 và cấp tỉnh hoàn thành trong tháng 7 năm 2024. Hội nghị yêu cầu tuyên truyền sâu rộng trước, trong và sau đại hội, đồng thời phải đảm bảo đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, mạng xã hội trong hoạt động tuyên truyền về đại hội gắn với việc phát động các phong trào thi đua thiết thực hiệu quả, lập thành tích chào mừng đại hội với mục tiêu mỗi khu dân cư, mỗi cơ sở xã phường thị trấn thực hiện một công trình phần việc cụ thể. Tại hội nghị, từ thực tiễn ở cơ sở, Mặt trận Tổ quốc nhiều địa phương cũng đã trao đổi đặt ra một số băn khoăn đề xuất tỉnh tháo gỡ và giải đáp liên quan đến một số cơ sở xã thuộc diện sáp nhập đơn vị hành chính, nhân sự đối với một số cơ sở hiện đang khuyết chức danh chủ tịch, phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc.